Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa và Sự kiện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm lại những tin tức sự kiện văn hóa nghệ thuật đáng chú ý vừa diễn ra trong tuần qua. Đêm chung kết cuộc thi Người mẫu nhí Modern Kid Việt Nam 2019 mùa thứ 2 do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp cùng hãng phim Việt Nam và Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều mẫu nhí được vinh danh, trao giải thưởng dành cho những nỗ lực không ngừng của các em trong suốt những năm qua. Chương trình Người mẫu nhí Việt Nam được xây dựng theo format truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh vào cuộc thi. Hiệu ứng cùng sự lan tỏa sau chương trình đầu tiên đã giúp ban tổ chức cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quy mô và nội dung chương trình trở nên gần gũi, thiết thực. Chất lượng thí sinh năm nay cũng được đánh giá cao. Đến với chương trình thì rất là bất ngờ với cả thí sinh năm nay. Các bé là rất là đáng yêu và chương trình thì rất là tuyệt vời. Bởi vì là qua cái chương trình này thì các con không những là được giao lưu học hỏi về các môn nghệ thuật mà các con còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam nữa. Cái điều đó thì rất là thú vị. Hôm nay thì mình đến đây với cương vị là ban giám khảo của cuộc thi. Mình cũng theo các con trong mấy quá trình vừa rồi, thực sự ra các thí sinh năm nay mình thấy cảm nhận được là tốt hơn nhiều, rất nhiều so với các năm trước. Thực ra theo những chương trình này mình nghĩ thường xuyên lên tổ chức một năm rồi, tổ chức khoảng tầm 4-5 đợt để phát triển ra được những cái tài năng nhí, cũng như là cho các con các cháu có cơ hội để phát triển tài năng ươm mầm từ lúc bé cho lúc lớn để nó phát triển cái năng khiếu của cháu và các con. Tại đêm chung kết, các phần thi như kết thúc trong trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, dạ hội, thi tài năng và ứng xử đã lần lượt được diễn ra. Các thí sinh cùng nhóm người nhưng thông qua thời gian luyện tập, chuẩn bị đã có những bước đi thần thái, thể hiện được sự chuyên nghiệp. Chung cuộc, giải nhất thuộc về bé Nguyễn Huy Việt, giải nhì thuộc về bé Nguyễn Ngọc Khánh Ly và giải ba thuộc về bé Đặng Thái Anh. Cảm xúc của con hiện tại thì rất vui nhưng cũng hơi run. Con tham dự chương trình với vui là chính. Ba mẹ con là người đồng hành cùng con ngày đầu tiên khi con bước vào cuộc thi. Cho đến ngày hôm nay thì con cảm thấy rất biết ơn thầy với cả bố mẹ. Bên cạnh đó, các cá nhân xuất sắc và các giải phụ được công bố. Cuộc thi đã nhận được sự cổ vũ, tham gia góp mặt của đông đảo các bạn nhỏ đến từ nhiều tỉnh thành. Đã được nhu cầu sự quan tâm đặc biệt của các bậc phụ huynh dành cho loại hình nghệ thuật này. Tiếp theo sẽ là một số thông tin văn hóa văn nghệ khác đáng chú ý.